cả nhà, mình là Ngọc Hà đây. Hôm nay Ngọc Hà sẽ dẫn mọi người đi tham quan một quán cà phê cực kỳ dễ thương có tên là Early Morning. Vừa bước vào quán thì Hà thấy không gian ngoài quán khá là chill mọi người ạ. Và có rất là nhiều cây xanh xung quanh mát mẻ nữa. Hà là người rất là thích chụp ảnh các bạn, cho nên là cái không gian quán ở đây làm cho mình có rất là nhiều cảm hứng để mình có thể sáng tạo. Mọi người cùng vào quán với Hà xem bên trong như thế nào nha. Bây giờ Hà sẽ thử order một ly nước ở đây xem hương vị nó như thế nào nha các bạn. Ở đây có một cái kính khá là to nè mọi người. Bạn nào mà thích chụp hình check-in sống ảo thì mình có thể chụp vai gương. Hà thấy design của quán rất là hiện đại và có rất nhiều cây xanh, rất tinh tế mọi người ạ. Màu sắc cũng rất hài hòa. Hà mới phát hiện ra đây có một bình nước rất là đặc biệt nha các bạn ơi. Có chữ ký chị Nhã Phương, anh Trường Giang, Khả Ngân, Hoa hậu Mâu Thủy, Misha, Ngọc Châu. Bây giờ Hà sẽ ngồi, chọn một cái vị trí ngồi đây để chờ cái món ăn của mình. Với thiết kế tối giản cùng tông màu ấm, mang đến cảm giác yên bình, kết hợp với ghế ngồi thoải mái cùng ổ cắm điện tại mỗi bàn sẽ giúp bạn tăng thêm nguồn cảm hứng và tiện lợi để làm việc, hoàn hảo cho cả những cuộc gặp gỡ và trò chuyện. Thưởng thức món uống yêu thích và tận hưởng trải nghiệm tuyệt vời tại Early Morning Salad bạn nhé. Mọi người ơi, đồ ăn của quán rất là healthy luôn nha. Ai mà thích ăn kiểu eat clean hay healthy giống Hạ là rất là hợp lý luôn. Wow, nhìn hấp dẫn quá mọi người ơi. Cái mùi thơm nó xộc lên mũi Hạ luôn rồi nè. Bây giờ Hạ sẽ ăn thử coi mùi vị nó như thế nào nha. Đây là bún gạo lứt đó mọi người. Nhìn rất là healthy luôn. Đúng gu của mình luôn á mọi người. Cái nước dùng khá là thanh luôn mọi người ơi. Nó không có bị mặn quá, mà nghe rất là rõ mùi vị của tôm thịt. Với Hạ thì nếu như mà chấm thang điểm cho món này thì chắc là 10 trên 10 luôn á cả nhà. Đây là món nước của mình nè mọi người, hấp dẫn quá à. Bây giờ mình sẽ thưởng thức cái món nước của mình vừa mới order nha mọi người. Ở đây mình còn có một tờ giấy hướng dẫn cách uống như thế nào nữa nè. Nó thơm mùi cà phê rất là nhẹ luôn mọi người ạ. Nó béo béo thanh thanh.